Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Bạn đang nghịch gì với đời mình? Tác giả Chizuhu Quyết Namuti, dịch giả Huỳnh Hiếu Thuận. Chizuhu Quyết Namuti là một triết gia, diễn giả và nhà văn nổi tiếng người Ấn Độ, được biết đến trên toàn thế giới như là một trong những nhà tư tưởng và người thầy tôn giáo vĩ đại nhất mọi thời đại. Đến nay, tại Việt Nam cũng đã có nhiều cuốn sách nổi tiếng của Chizuhu Quyết Namuti được xuất bản. Trong đó, Bạn đang nghịch gì với đời mình là một cuốn sách với nội dung xoay quanh những suy nghĩ của Chizuhu Quyết Namuti về nhiều vấn đề trong cuộc sống dành cho thế hệ độc giả trẻ tuổi, hướng dẫn họ phương thức khám phá cả thế giới bên ngoài lẫn những suy nghĩ và hành vi bên trong của chính mình, nhằm sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Dưới đây là 3 bài học quan trọng mà độc giả có thể rút ra được sau khi đọc cuốn sách Bạn đang nghịch gì với đời mình. Bài học thứ nhất, những lối mòn suy nghĩ chính là rào cản đang ngăn bạn nhìn rõ hiện thực xung quanh bản thân. Hãy dừng lại một phút và nghĩ về tình yêu, hay ít nhất, nghĩ về thứ mà bạn cho là tình yêu. Kể từ giây phút đầu tiên mà bản thân đủ trưởng thành để hiểu được ý nghĩa của từ này, thì chúng ta đã không ngừng được rèn rũa về việc tình yêu thực sự là gì, và điều đó đóng vai trò định hình nên cách mà sau này chúng ta nghĩ về tình yêu. Trong tâm trí của bạn, tình yêu có thể mang ý nghĩa là kết hôn và chung sống trọn đời, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là tặng cho nửa kia của mình những món quà lãng mạn. Nhưng, dù bạn nghĩ về tình yêu theo cách nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng suy nghĩ đó của bạn đã được định hình nên bởi các yếu tố văn hóa, kinh tế và xã hội mà bản thân bạn từng trải qua trong quá trình trưởng thành. Bởi thế, rất có thể hiện tại bạn đang sở hữu quan điểm về tình yêu tương đối hạn hẹp và chưa thực sự cân nhắc đến những yếu tố phức tạp liên quan đến nó. Đây chỉ là một ví dụ vô cùng đơn giản được Chizuhu Quyết Namuti đưa ra, nhằm minh chứng cho việc những lối mòn suy nghĩ hình thành khi còn nhỏ đã ngăn cản chúng ta có thể thực sự nhận ra được sự phức tạp trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Dẫu cho cả thế giới xung quanh bản thân vẫn đang không ngừng thay đổi, thế nhưng chúng ta lại thường có xu hướng coi những điều này trở thành bất biến. Chính nền tảng văn hóa và hệ thống niềm tin đang làm sơ cứng cách mà chúng ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Để hiểu được một thế giới đang không ngừng thay đổi, thì chúng ta cũng phải sở hữu khả năng không ngừng thay đổi những quan điểm của bản thân. Nếu không cố gắng khiến bản thân trở nên hài hòa với những thay đổi liên tục của cuộc đời, thì bạn sẽ chẳng thể nào nhìn rõ được bản chất chân thực của mọi thứ xung quanh mình. Ngược lại, nếu muốn nhìn rõ được bản chất chân thực của mọi thứ trong cuộc sống, thì trước tiên bạn cần phải học cách cởi trói bản thân khỏi những lý thuyết vĩ đại, và thay vào đó hãy cố gắng giải thích chúng một cách tổng thể. Bài học thứ hai, hạnh phúc đến rồi sẽ đi, bởi vậy hãy đừng cố gắng tìm kiếm cho mình một hạnh phúc vĩnh cửu. Thay vào đó, hãy tận hưởng những hạnh phúc mà bản thân đang sở hữu. Trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều mong muốn được sở hữu hạnh phúc. Thậm chí, đối với nhiều người thì hạnh phúc chính là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc sống. Bạn có thể cố gắng đạt được hạnh phúc cho bản thân thông qua tìm kiếm tình yêu chân chính hay xây dựng một sự nghiệp thành công. Tuy nhiên, vấn đề là thực sự rất khó để chúng ta có thể tìm ra được hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy, lời khuyên của Chizuhu Quyết Namuti là gì? Theo ông, khi bản thân vẫn còn là những đứa trẻ, thì chúng ta luôn có thể dễ dàng tìm thấy được hạnh phúc trong những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản. Thậm chí, chúng ta còn chẳng hề cần phải cố gắng tìm kiếm nó, bởi hạnh phúc dường như tồn tại khắp mọi nơi. Đáng buồn thay, khi càng trưởng thành, chúng ta làm càng khó cảm nhận được những niềm hạnh phúc vô điều kiện như vậy và buộc phải cố gắng kiếm tìm nó theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như theo đuổi danh vọng hay tiền bạc. Chúng ta kỳ thực đã không còn đang tìm kiếm hạnh phúc đơn thuần nữa, mà thay vào đó cũng đang đồng thời tìm kiếm cho mình sự an toàn. Với tư cách một con người, chúng ta luôn mong muốn được thường xuyên cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuộc sống không hề tồn tại thứ gọi là sự an toàn vĩnh cửu. Cuộc sống là rất ngắn, và về cơ bản thì chúng ta cần phải vượt qua nó trong đơn độc. Ngay cả những người gần gũi nhất với bản thân cũng chẳng thể đem đến cho chúng ta sự an toàn trong cuộc sống, bởi chính họ cũng đang phải vượt qua cuộc sống của mình trong đơn độc mà thôi. Vậy nên, điều duy nhất có thể giúp chúng ta tránh khỏi cảm giác thất vọng khi chẳng thể tìm thấy được hạnh phúc và sự an toàn vĩnh cửu trong cuộc sống, chính là ngừng cố gắng tìm kiếm chúng. Nói cách khác, bạn phải bỏ lại sau lưng suy nghĩ rằng bản thân lúc nào cũng cần cảm nhận được hạnh phúc và lựa chọn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Hạnh phúc là ngắn ngủi, thế nhưng buồn đau cũng giống như vậy.
chẳng có gì trên đời là tồn tại mãi. Chỉ khi hiểu ra những sự thật này, thì bạn mới có thể thực sự cảm nhận được hạnh phúc trong mỗi phút giây mà bản thân đang sở hữu nó, trước khi nó lần nữa vụt khỏi tầm tay, như quy luật cuộc đời vẫn vậy. Bài học thứ 3, mục đích thực sự của cuộc sống chỉ đơn giản là sống mà thôi. Từ buổi bình minh của nhân loại, thì chúng ta đã luôn cố gắng tìm kiếm ý nghĩa cao nhất của cuộc sống. Rất có thể, ngay lúc này đây, bạn cũng đang tự hỏi bản thân về điều này. Tuy nhiên, theo Isuru Krishnamurti, thì bạn không nên bắt đầu hành trình của mình tại nơi này. Trong cuộc sống, chúng ta thường cảm thấy ngưỡng mộ những con người thành công và nghĩ rằng nếu làm theo những gì mà họ đã làm, thì cuối cùng chính chúng ta cũng sẽ tìm thấy được mục đích sống của riêng mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường sống theo những truyền thống và đặc trưng văn hóa mà thế hệ đi trước truyền lại, đồng thời sử dụng chúng như là hình mẫu, nhằm xác định rằng thế nào mới là một cuộc đời sống có mục đích. Vấn đề là, chúng ta thường dành ra quá nhiều thời gian để bắt chước theo hình mẫu của người khác, mà quên đi mất sự thực rằng cuộc sống của mỗi người chỉ thuộc về riêng người đó. Mỗi chúng ta đều sở hữu cho mình những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin hoàn toàn khác biệt, không trùng lặp. Vậy nên, sẽ chẳng hề tồn tại bất kỳ điều gì có thể thực sự vạch ra cho chúng ta một con đường chính xác để tìm kiếm mục đích của cuộc đời. Người duy nhất có thể làm được điều đó cũng chỉ có mình chúng ta. Bạn đã từng tự hỏi cuộc đời là gì và nó sẽ kéo dài trong bao lâu chưa? Hoặc bạn có bao giờ băn khoăn mình nên làm gì để có thể tìm kiếm ý nghĩa và mục đích thực sự mà mình muốn theo đuổi trong cuộc sống này? Nếu chưa tìm được câu trả lời phù hợp nhất, hãy dành thời gian để khám phá trong cuốn Bạn đang nghịch gì với đời mình ngay nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Bạn đang nghịch gì với đời mình, nội dung được tóm tắt bởi Thu Hương. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.